Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào tất cả các anh em đi bán hàng rong hoặc bầy chim đêm. Hôm nay em lại giới thiệu quý vị các bạn một cái đầu thìa nhớ do bên em tự chế dùng bằng bình ắc quy 12V lắp lên xe máy hoặc bình ắc quy kích cá để các anh em đánh bầy chim. Vâng, hôm nay em giới thiệu quý vị một cái đầu thìa nhớ do bên em tự chế chạy bằng bình ắc quy 12V này, chạy bằng bình ắc quy 12V đây bên cháu này. Ra hai loa 15W do để anh em đi đánh bầy chim rất ok nhá. Thì bên em có làm một cái đầu chuyên dụng cho anh em đi đánh bầy chim hoặc bán hàng rong. Nếu anh em đánh bầy chim mà tốt rồi thì bán hàng rong là cực kỳ là tốt luôn. Đấy, vỏ hộp bằng nhôm, tản nhiệt rất là tốt. Đây là anh em mua là liên hệ số điện thoại của em là 0976 này, 149 này, 112 này. Bên em sẽ chiết hàng cho các bác trên toàn quốc nhá. Nếu các bác ở miền Bắc thì tầm 3 đến 4 ngày, mà các bác ở miền Nam thì tầm 4 đến 5 ngày thôi nha. Thì không thấy nhiều nữa, thì em giới thiệu sơ qua một cái đầu vỏ hộp bằng nhôm của em này. Mặt trước là công tắc tắt mở này, vôn này, chống này, chét này, để anh em chỉnh cho nó êm rộng nha. Và có lỗ cắm USB này, lỗ cắm mặt quăng ở trước này. Đấy, rất là tiện dụng nha. Đấy, anh em nào mà có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em, bên em để chiết hàng cho bác trên toàn quốc nha. Bây giờ em sẽ đấu nha. Và thì cái đầu của em là có thể là chạy được thẻ nhớ từ 2GB, 1-2GB cho đến 64GB thôi nha. Các bác chỉ dùng đến thẻ 2GB, 4GB, 8GB là ok lắm rồi, đựng được nhiều lắm rồi đúng không? Rồi, hôm nay em sẽ đấu thử nha. Thì anh em nào có mua đầu này, loa này, loa phóng 15 nha, thì cứ liên hệ số điện thoại của em, bên em để chiết hàng cho các bác trên toàn quốc nha. Đây là thẻ nhớ em chuẩn bị sẵn lên đây nha. Em phải test thử cái bài bán hàng rong nha. Rồi ok. Đấy, thì hai dây loa thế này này, thì anh em đấu dây nào cũng được nha. Vì nó phóng cho nên không cần quan trọng âm dương. Còn bia quy này, đầu này có thể chạy bia quy từ bia quy xe máy cho đến bia quy ô tô. Anh em nào mà đi bán hàng rong trên ô tô là cứ giữ mà dùng nha, rất là chuẩn luôn. Đây là âm bia quy này, các bác đấu đâu trừ này, dương bia quy các bác đấu đâu cộng này. Đó, lại tuột ra, các bác đấu đúng cộng trừ âm. Còn bị rốt này nó ăn cái đầu dây mòn mất, rất là lâu rồi. Đấy, vào rồi. Một cái lỗ mà nó cắm mẹ không vào. Đây, đã vào nhá. Dư mẹ quy này. Đây này các bác này, nhìn này. Đấy, dư mẹ quy đây, đây là bình xe máy các bác nhá. Cộng mẹ quy này, các bác đấu cộng mình. Âm mẹ quy này, âm đây này. Đấy, các bác đấu cho âm em đánh dấu đây. Đấy, các bác bật này. Ok chưa? Chó bán đi, chó mèo bán đi. Rất là ngon nha, tiếng rất là trong. Vâng, tiếng rất là trong. Chó bán đi, chó mèo bán đi. Rất là nhiều nha, anh em cứ đâu chờ cứ. Chó bán đi, chó mèo bán đi. Đầu âm lim do bên em tự chế 100% nha các bác nha, yên tâm về xài nha. Có vấn đề gì các bác được bảo hành 3 tháng nha. Chó bán đi, chó mèo bán đi. Đấy, chó bán đi, chó mèo bán đi. Okay, em chó bán đi. Em mà bật cái này ra chó đầy căn âm. Đấy, anh em nào có nhu cầu cứ liên hệ số điện thoại của em là 0976 149 112. Bên em để chiết hàng cho các bác trên toàn quốc. Và anh em nào mà có nhu cầu đánh bầy chim thì cứ yên tâm nhé, vì cái đầu này là đánh bầy chim rất là chuẩn luôn, có chống chét và có tách tiếng đầu hoàng các bác nhé. Cho nên là các bác chỉ cần một bài tiếng chim chuẩn. Anh em có nhu cầu mua thẻ tiếng chim thì cái giao dịch bên em là bán đầu
kèm thìa là các bác có thể chọn được 1-2 tiếng chim trong một cái thìa. Các bác yên tâm nhé. Đây là một cái đầu á, là ví dụ như này là anh em mua đầu này, mua thìa này, mua loa này, cả bộ thế thì bên em có kèm theo 1-2 tiếng chim trong một cái thìa. Rất là ok nhá. Vâng. Video hôm nay em tạm thời làm đến đây. Xin chào và tạm biệt các bác nhé.